Vào tháng 4 năm 1987, Tu-160 đi vào hoạt động cùng trung đoàn máy bay ném bom hạng nặng cận vệ 184, đóng tại căn cứ không quân Priluki thuộc nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Ukraine. Trung đoàn này đã trở thành đơn vị đầu tiên nhận Tu-160, thay thế cho những chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-16 và Tu-22M3. Việc triển khai phi đội hàng không tầm xa bắt đầu cùng tháng, trước khi Tu-160 lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng trong một cuộc duyệt binh vào năm 1989. Năm 1991, khi Liên Xô đang đứng trên bờ vực tan rã, ngày 25 tháng 8 năm 1991, Quốc hội Ukraine ra quyết định quốc gia mới sẽ nắm quyền kiểm soát tất cả các đơn vị quân đội trên lãnh thổ của mình. Và Bộ Quốc phòng Ukraine cũng được thành lập cùng ngày. Khi đó, 27 chiếc Tu-160 nằm dưới quyền kiểm soát của phía Ukraine. Sau khi Liên Xô tan rã, lực lượng quân đội Ukraine sở hữu trong tay 19 chiếc Tu-160 phục vụ trong trung đoàn ném bom hạng nặng cận vệ 184 ở Priluki, Ukraine. 8 chiếc khác được chuyển giao cho không quân Nga. Ukraine rất tự hào với những máy bay ném bom Tu-160. Số lượng những chiếc máy bay này còn nhiều hơn cả lực lượng không quân Nga. Tuy nhiên, với một quốc gia mới tách ra độc lập như Ukraine, khi mà nền kinh tế còn nhiều khó khăn, việc vận hành một đội máy bay ném bom chiến lược này thật không hề đơn giản. Với một phi vụ xuất kích tầm xa tối đa, một giờ bay của Tu-160 cần 64 giờ lao động các nhân viên mặt đất. Đồng thời, một máy bay ném bom Tu-160 cần tới 170 tấn dầu hỏa. Và với một chuyến bay huấn luyện, nó cần 40 tấn nhiên liệu. Ước tính, Ukraine phải chi ra một khoản chi phí bảo dưỡng lên tới 1,4 triệu đô la mỗi năm cho riêng 19 máy bay Tu-160, theo thời giá thập niên 1990. Do thiếu sự hỗ trợ kỹ thuật và phụ tùng thay thế, nên hầu hết những chiếc Tu-160 trong không quân Ukraine bị xếp xó. Chính phủ Ukraine coi những chiếc Tu-160 là quân bài trong các cuộc đàm phán kinh tế với Nga. Cũng trong khoảng thời gian này, lực lượng không quân Nga cũng đang tìm mọi cách khôi phục và củng cố lực lượng máy bay ném bom chiến lược của mình. Và cách nhanh nhất là mua lại những máy bay Tu-160 và Tu-95 do Ukraine đang sở hữu. Các chuyên gia Nga từng trực tiếp qua Ukraine kiểm tra phi đội Tu-160 tại căn cứ không quân Priluki vào các năm 1993 đến năm 1996 và đánh giá tình trạng kỹ thuật của chúng là tốt. Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine về việc mua lại những máy bay nói trên đã được bắt đầu tiến hành vào năm 1993, nhưng không mang lại kết quả nào đáng kể. Bởi cái giá mà người Nga đưa ra chỉ là 25 triệu đô la cho mỗi chiếc, trong khi phía Ukraine đưa ra lấy tận 75 triệu đô la cho mỗi chiếc. Đến năm 1998, thương vụ mua bán giữa hai bên lâm vào bế tắc, mặc dù đã có hơn 20 cuộc thảo luận. Trên cơ sở các điều khoản của chương trình hợp tác giảm đe dọa, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine đã quyết định loại bỏ các hệ thống tên lửa, máy bay chiến lược Tu-95MS và Tu-160. Công việc tháo dỡ được thực hiện trên lãnh thổ Ukraine và chính phủ Mỹ tài trợ chi phí. Công việc này cũng được giám sát bởi công ty hàng không vũ trụ Mỹ Raytheon. Ngày 16 tháng 11 năm 1998, nạn nhân đầu tiên, một chiếc Tu-160 có mã 24 Red, đã bị tháo dỡ tại căn cứ Priluki trước sự chứng kiến của các thượng nghị sĩ Richard Lugar và Charles Levin. Chiếc máy bay được sản xuất vào năm 1989 đã có tổng thời gian hoạt động là 466 giờ. Chiếc Tu-160 thứ hai bị xẻ thịt có mã 14 Red được sản xuất vào năm 1991. Tính đến ngày bị loại bỏ, nó chỉ mới có chưa đầy 100 giờ bay. Mọi chuyện êm xuôi và tất cả số Tu-160 trong tay người Ukraine có lẽ đã thành sắc vụn nếu như không có một thỏa thuận bổ sung giữa Bộ Quốc phòng Mỹ và Ukraine về việc Mỹ mua lại 3 trong số 19 chiếc Tu-160 để phục vụ cho chương trình không gian của nước này với giá chỉ 20 triệu đô la cho mỗi chiếc. Ngay lập tức, người Nga đã phản ứng. Họ có thể khoanh tay đứng nhìn những chiếc Tu-160 bị rã làm sắc vụn còn hơn là rơi vào tay và đối thủ của mình. Cơ sở người Nga phản đối quyết liệt dựa trên các điều khoản của chương trình hợp tác giảm đe dọa và tuyên bố thỏa thuận này vi phạm nghiêm trọng Hiệp ước Stockholm được ký bởi Tổng thống George Bush và Boris Yeltsin vào năm 1993.
Lưỡng viện Quốc hội Mỹ cũng lên tiếng ủng hộ những lập trường của Moscow, đưa ra khiến cho Kiev phải từ bỏ kế hoạch này. Tháng 4 và tháng 5 năm 1999, ngay sau khi NATO ném bom Na Tư, Moscow và Kiev nối lại các cuộc thảo luận về số phận của những chiếc máy bay ném bom chiến lược. Theo đó, 8 chiếc máy bay Tu-160 và 3 chiếc Tu-95MS được đổi lấy các máy bay vận tải hạng nặng Antonov An-22 và An-124 Ruslan thuộc biên chế không quân Nga. Đến lúc này, người Mỹ lại phản ứng, nhưng mọi việc đã quá chậm trễ. Đầu tháng 8 năm 1999, Nga và Ukraine đã soạn thảo một thỏa thuận liên chính phủ về việc chuyển giao 8 chiếc Tu-160, 3 chiếc Tu-95MS cùng 575 tên lửa hành trình KH-55, KH-55SM và KH-22NA cho phía Nga, bù vào khoảng 275 triệu đô la tiền mua khí đốt Ukraine đang nợ Nga. Vào ngày 20 tháng 10 năm 1999, một nhóm chuyên gia quân sự Nga đã đến Ukraine để chuẩn bị cho việc chuyển giao. Hai chiếc máy bay đầu tiên, một chiếc Tu-160 và một chiếc Tu-95MS, đã đi rời Priluki vào ngày 5 tháng 11. Trong những tháng tiếp theo, 7 chiếc Tu-160 khác đã bay đến căn cứ Angel Heights, với hai chiếc Tu-95MS cuối cùng hạ cánh vào ngày 21 tháng 2 năm 2001. Hiện nay, Tu-160 của quân đội Nga được xem là máy bay chiến đấu lớn nhất, nhanh nhất và mạnh nhất trên thế giới. Theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay ném bom này được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu quan trọng nhất trong các khu vực quân sự, vùng địa lý xa xôi và nằm sâu trong vùng hậu cứ ở các lục địa. Theo các tính năng chung, Tu-160 vượt trội đáng kể với đối thủ cạnh tranh là B-1 Lancer của Mỹ và vẫn giữ được vị thế của dòng máy bay tấn công lớn nhất và mạnh nhất thế giới. Gần đây, cùng với việc khởi động quá trình hiện đại hóa và tiếp tục sản xuất, thì Nga trắng Tu-160 đang hồi sinh. Theo các chuyên gia, việc cung cấp các phương tiện cập nhật mới cho quân đội sẽ nâng cao đáng kể tiềm lực của lực lượng hàng không tầm xa Nga. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu những phân tích của chúng tôi vừa đề cập là hữu ích, xin hãy like, share và bấm nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều đề tài khác liên quan đến quân sự quốc phòng từ kênh Thế giới quân sự. Một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi từ các bạn và hẹn gặp lại trong những chủ đề tiếp theo.